cả nhà. Đây Nhung sẽ quay lại cái ao nho nhỏ của Nhung. Cái ao này chính là cái thùng gạo. Dưới này có ba cái chậu. Bây giờ thì buổi tối cho nên là những cây này nó thu lại hết rồi, nó giống như cây xấu hổ ấy. Nó thu lại hết rồi nhưng mà đến sáng ngày mai thì nó sẽ tròi lên trên mặt nước và nó sẽ xòe ra. Đó. Thì bây giờ mọi người có thể nhìn đây những cái chậu mà Nhung không vùi xuống dưới nước đây. Đó. Mọi người nhìn thấy rau rút không? Đấy, lần này thì Nhung trồng thì có tất cả là đây, những cái cây này là những chậu này là những chậu thành công rồi đây này. Đấy, những chậu này là những chậu thành công này, mọi người thấy nó đang lẩy mầm lên chưa? Đó. Thì cái chậu này thì cũng còn mấy cây, 2-3 cây. Đó, đây là vài cây đang nảy mầm đang lên rồi. Đó. Thì lần này thì Nhung làm thì nó chưa được thành công. Lần sau chắc chắn sẽ thành công hơn.